Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục STEM được đề cập từ nhiều năm nay, nhưng để đưa khái niệm này vào thực tế giáo dục vẫn còn nhiều trở ngại. Chính vì vậy, các hoạt động STEM hiện nay chủ yếu là các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá khoa học thực tiễn của các em học sinh. Một câu lạc bộ STEM như thế đã được hình thành với mong muốn kết nối tất cả các trường phổ thông để đưa giáo dục STEM trở nên phổ biến và thú vị hơn trong chương trình giáo dục. Làm thế nào để những khái niệm, lý thuyết về khoa học công nghệ, toán học trở nên thực tế hơn, thú vị hơn? Lâu nay, từ lý thuyết đến thực tiễn là một khoảng cách lớn đối với các hoạt động giáo dục ở cấp phổ thông. Hầu hết các môn học vốn rất thú vị như toán, lý, hóa, kỹ thuật công nghệ bị lý thuyết hóa, thiếu các ứng dụng và thí nghiệm cụ thể, khiến cho chúng trở nên khô khan và nhàm chán. Điều này đã làm cản trở khả năng tiếp thu của học sinh và khiến cho các em khó yêu thích các bộ môn này. Trên thực tế, đây là những môn học hết sức thú vị, có tính ứng dụng thực tiễn cao và rất sinh động nếu biến các lý thuyết được học thành các bài thực hành cụ thể. Vì vậy, giáo dục STEM là một trào lưu mới, đem khoa học công nghệ tiếp cận với các học sinh theo một hướng đi mới mẻ, kết hợp lý thuyết và thực hành, chỉ ra mối tương quan giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học bằng các ví dụ cụ thể sinh động và sát với đời sống thực tiễn. Tuy vậy, với chương trình giáo dục hiện nay, cộng với khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, hoạt động này ở các trường phổ thông nói chung vẫn còn hạn chế. Thực ra chúng tôi phải dài thực hiện theo đúng khung của Bộ đã đề ra. Và chính cái khung chương trình này nó sẽ hạn chế là giáo viên khi thực hiện giáo dục STEM. Vì giáo viên họ phải vừa thực hiện đúng khung của Bộ đưa ra, vừa làm thế nào đó để hoàn thiện cái giáo dục STEM của mình vào đó. Cái vấn đề thứ hai đó là đa số giáo viên thì được đào tạo đơn môn. Và khi mà họ giáo dục STEM thì họ phải có cái khả năng tích hợp liên môn vào trong đó. Đó cũng là một trở ngại. Một vấn đề nữa cũng là tôi cũng cho là hạn chế, đó là cái liên kết giữa các trường phổ thông với các trường đại học cũng như các viện nó chưa được liên kết một cách chặt chẽ và thường xuyên, thì cái này cũng là một cái hạn chế. Và một vấn đề tiếp theo đó là nguồn cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất của trường học hiện tại về cơ bản là khó mà đáp ứng được cái toàn bộ chương trình giáo dục STEM. Nó chỉ đáp ứng được một phần nào đó thôi. Và một vấn đề tiếp theo chúng tôi cũng cho là hạn chế, đó là cái số lượng học sinh trên một lớp quá đông. Thường thì từ 44 đến 45 học sinh. Và để giáo dục STEM thì cái việc mà quá đông như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái giáo dục STEM của học sinh. Đây là một buổi ra mắt câu lạc bộ STEM của khoa kỹ thuật công nghệ Đại học Huế. Câu lạc bộ được hình thành trên cơ sở là nơi sinh hoạt của các thành viên yêu thích kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là đối với các em học sinh. Vì vậy, trên cơ sở là những sinh viên, giảng viên đang học và công tác tại khoa. Với điều kiện vật chất sẵn có, câu lạc bộ đã kết nối với các trường phổ thông trung học trên địa bàn, tạo nên một cộng đồng rộng lớn để tìm hiểu về STEM, thực hành, luyện tập phương pháp học và nghiên cứu theo mô hình STEM. Từ đó hình thành kỹ năng và kỹ xảo liên ngành ở các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, tiếng Anh và truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học. Các em sẽ hướng dẫn và chuyển giao cũng như là tạo lập lại các cái nhóm ở tại các trường trung học phổ thông để các em biến các cái kiến thức tưởng chừng như rất là khó khăn như là toán, như là vật lý, như là hóa hay là sinh học để tạo ra các cái sản phẩm thiết thực ở tại trường trung học phổ thông, giúp cho các em có cái đam mê sớm hơn trong cái hoạt động thực tiễn và biến các cái kiến thức về khoa học đó thành các cái sản phẩm cụ thể khi đang học ở trên các cái bậc, kể cả là các em rất là nhỏ từ mầm non, tiểu học, những cái bài rất là đơn giản vận dụng ánh sáng tạo ra các cái tấm thiệp để về tặng ba mẹ vân vân, thì đó là cũng những cái hoạt động mà khoa đang mong muốn hướng đến. Buổi sinh hoạt đầu tiên đã cho thấy tính hiệu quả và thú vị của STEM. Các thành viên được tìm hiểu về tính chất phát sáng của đèn LED. Các nhóm được chia ra để thiết kế lắp ráp và thuyết trình cho mô hình của nhóm mình. Từ ví dụ cụ thể và rất sát với thực tiễn này, các thành viên của nhóm có thể hiểu được bản chất của đèn LED, các quy luật vật lý được áp dụng trong quá trình lắp ráp. Đây là phương pháp sinh hoạt chính của câu lạc bộ, áp dụng lý thuyết vào các ứng dụng thực tiễn, kết nối kiến thức liên ngành. Ở Việt Nam, mô hình giáo dục STEM đã được ứng dụng ở một số cái trường và một số cái câu lạc bộ, và hiện nay Bộ cũng đã có cái giáo trình cho STEM. Tuy nhiên,
là để hiện thực hóa các cái bài học đó thì cần phải có các cái hoạt động, và thông qua các cái hoạt động của câu lạc bộ để biến những cái ý tưởng thành các cái hoạt động thực tiễn và các cái bài học thực tiễn, và thông qua đấy thì các cái kiến thức từ lý thuyết được chuyển hóa thành thực tiễn thì các em sẽ dễ hình dung và tạo ra được cái sự sáng tạo cũng như là đam mê trong cái hoạt động, trước hết là học tập, sau đó đến hoạt động về nghiên cứu và hoạt động chuyển giao các cái kiến thức đó qua các cái bài học thực tiễn và tạo ra các cái sản phẩm có thể là rất là đơn giản, nhưng mà những sản phẩm đó là thiết thực cho cái cuộc sống hiện nay trên cái đời sống thực của chúng ta. Những câu lạc bộ STEM như thế này giải quyết được hai vấn đề, đó là đội ngũ dẫn dắt, truyền cảm hứng và cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ. Và đây là điều mà Khoa Kỹ thuật Công nghệ Đại học Huế có đầy đủ. Vì vậy, việc kết nối với các trường phổ thông trung học trên địa bàn là một giải pháp hay để đưa giáo dục STEM vào đến tận các trường, giúp các em học sinh có hưởng thụ hơn với các hoạt động khoa học, hỗ trợ tích cực cho các môn học liên quan trong chương trình giáo dục của nhà trường. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương của cả nước đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Với chủ trương đi trước, đón đầu cơ hội để phát triển, Thừa Thiên Huế đang thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Vì vậy, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao trở thành một mục tiêu hết sức quan trọng để phục vụ cho chủ trương này. Sẽ có hơn 10.000 lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phục vụ nhu cầu phát triển công nghệ thông tin của tỉnh. Đó là mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra đến năm 2025. Theo đó, thị trường công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh sẽ có cơ cấu gồm 4 loại hình doanh nghiệp, gồm chủ lực, nền tảng, thị trường và tiềm năng. Từ mục tiêu đặt ra, tỉnh sẽ dành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cao nhất để dẫn dắt thị trường công nghệ thông tin của địa phương phát triển và là đầu mối đón nhận làn sóng chuyển dịch đầu tư từ các nước. Với những giải pháp và định hướng cụ thể được đặt ra, nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin trong tỉnh đang rất kỳ vọng vào đề án này. Đề án 10.000 nhân sự công nghệ thông tin đã tạo được một cái niềm tin mà kết hợp với cho các cái doanh nghiệp ở trong và ngoài nước đầu tư về Huế đến mạng công nghệ thông tin, và trong thời gian tới thì sẽ có nhiều nhà đầu tư khác nữa thì họ đã và đang mở văn phòng tại Huế và tiếp tục tuyển dụng. Thì mà bên cạnh đó là cái môi trường đầu tư và cái của tỉnh đã được cải thiện hơn rất là nhiều, đặc biệt là cái điểm nhấn hình thành các cái khu công nghệ cao và các cái cơ sở hạ tầng để đón đầu các nhà đầu tư về công nghệ sẽ về đầu tư ở Huế. Cái doanh nghiệp ở Huế cũng như là những bạn sinh viên cũng như mọi nguồn lực liên quan tới cái mạng công nghệ thông tin này rất háo hức, cũng như là có một cái động lực để mà thúc đẩy bản thân cũng như là mỗi công ty họ sẽ hướng vào cái mạng công nghệ thông tin này nhiều hơn và tập trung vào nhiều hơn, nguồn lực nhiều hơn, tuyển những cái nguồn lực nhiều hơn để mà phát triển nội tại công ty lên một tầm cao mới để đáp ứng cái nguồn nhân lực và đáp ứng cái xây dựng cái mạng công nghệ thông tin này cho tỉnh Thừa Thiên Huế bền vững và vững mạnh hơn nữa. Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin được phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, cơ sở đào tạo, thị trường lao động công nghệ thông tin một cách hiệu quả, bền vững và lâu dài. Hiện nay, các cơ sở đào tạo đã thực hiện thay đổi chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin sao cho các môn học sát với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, giảm thiểu các nội dung đào tạo hàng lâm. Tại Trường Học Khoa học Huế, để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, nhà trường đã dành riêng phòng học này để các chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và chia sẻ những kiến thức thực tiễn đến với sinh viên. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có những đánh giá khách quan về kết quả học tập của sinh viên cho một số môn học chuyên ngành. Với cái phòng thực hành doanh nghiệp này thì sinh viên có thể nhận được cái sự hỗ trợ tích cực từ về mặt chuyên môn đến từ các cái chuyên gia của các cái doanh nghiệp trên cái địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với cái sinh viên ngành công nghệ thông tin á, mà nếu có cái niềm đam mê đối với cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu thì sinh viên có thể lựa chọn cái chuyên ngành khoa học máy tính trong cái ngành công nghệ thông tin.
Thì đây được xem như là một cái đổi mới của khoa chúng tôi trong cái việc xây dựng cái chương trình đào tạo của cái chuyên ngành này, khi gắn liền cái nội dung đào tạo với các cái lĩnh vực là AI, Big Data, DA, Machine Learning, v.v. Không chỉ được học những tiết học thỉnh giảng do các chủ doanh nghiệp trực tiếp đứng lớp, các sinh viên khoa công nghệ thông tin còn được tham gia trực tiếp vào khâu sản xuất sản phẩm phần mềm tại các công ty theo hình thức thực tập. Tại đây, sinh viên không chỉ được áp dụng các kiến thức đã học tại trường vào thực tế, mà còn được các công ty đào tạo thêm về các kỹ năng mềm. Hình thức đào tạo theo hướng liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp vừa giúp nhà trường đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên, vừa giúp các doanh nghiệp giảm thiểu thời gian đào tạo sau khi tuyển dụng. Ở trường thì được mấy thầy cô dạy những cái kiến thức cơ bản, còn đi doanh nghiệp thì mình sẽ được thêm các kỹ năng làm việc nhóm rồi làm theo những cái dự án của công ty. Các kiến thức mà khi được thực tập ở công ty thì sau này sẽ được ứng dụng vô nhiều hơn trong cái cuộc sống. Khi mà tụi em ra trường là hầu như thì tất cả các công ty thì đều có cần các cái kỹ năng đó. Nâng cao cái chất lượng đào tạo, đáp ứng cái nhân lực chất lượng cao cho các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin, thì nhà trường đã chủ động trong cái việc cập nhật cái chương trình đào tạo theo cái hướng tiên tiến, hiện đại. Và nhà trường cũng mở thêm một cái ngành đào tạo mới, đó là ngành kỹ thuật phần mềm theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó 30% khối lượng chương trình đào tạo là do doanh nghiệp đảm nhận. Thì bên cạnh đó, nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều cái doanh nghiệp trong cả nước nhằm hợp tác trong cái việc giảng dạy, tạo cái địa bàn thực tập cho sinh viên, thực tập thực tế, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Và thứ tư là hợp tác với doanh nghiệp trong cái việc cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin của nhà trường cho các doanh nghiệp. Theo số liệu khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông, nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp chủ lực tăng theo từng năm, và đến năm 2025, tổng số nhân lực công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp này là hơn 8.400 người. Định hướng nguồn nhân lực chủ yếu tập trung vào dịch vụ nội dung số dựa trên chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm thông minh, tập trung vào lĩnh vực du lịch thông minh và y tế thông minh. Phần còn lại sẽ thuộc lĩnh vực gia công phần mềm và dịch vụ phần cứng. Để cho phát triển được các hoạt động chuyển đổi số thì chúng ta phải huy động các nguồn lực. Mà trong đó thì các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin và các cái doanh nghiệp số thì chúng ta sẽ cần với một cái số lượng lớn. Và để các cái doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả thì lại phải cần có sự tham gia của nhân lực ở cái khu vực này, cho nên nó tạo ra một cái số lượng nhu cầu lớn về cái nhân lực. Và trên thực tế thì chúng ta thấy đấy là việc đang thu hút đầu tư xây dựng các cái khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung chính là các cái hoạt động mà tỉnh đang thu hút lôi kéo cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin tại địa bàn và các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin khác về Huế, và từ đó thì tạo ra một cái nhu cầu phát triển rất lớn về nhân lực công nghiệp công nghệ thông tin. Với những đổi mới trong chương trình giảng dạy của các cơ sở đào tạo và sự quan tâm của tỉnh trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tin rằng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ sớm hoàn thành mục tiêu là một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển các ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ thông minh liên quan đến di sản văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu và trí tuệ nhân tạo của cả nước trong thời gian tới. Chuyên đề giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.